cá làm đã mưa đã mua nhưng mà tạnh giá rồi. Sáng bước ra khỏi cửa là không biết gặp ai mà có niềm vui rất là lớn các bạn, hơn là nhặt được vàng. Nó chính là hai con trậu cầu nhặt được các bác nha, cùng một nhà rất giàu trên đường em đi làm ấy vứt đi và vứt ra ngoài rồi nhá, nhưng mà vẫn lịch sự vào hỏi xem mà có thực sự là vứt đi chưa, nhưng mà không qua nhà thì bà bán nước và họ vứt đi lâu lắm rồi chẳng có ai thèm nhặt đấy, thì mới cạp về. Còn một chậu nữa là chậu xi măng, hai cái chậu xi măng rất to to như này nhiều thì không chờ được bỏ, còn lấy hai con này, con này với con kia thì hai con giống hệt nhau thôi, rất to quá nhỉ. Chờ đợi đây, xe lúc nào cũng trong tình trạng bẩn thỉu này này. Lót bằng bản vẽ để chờ đợi đây, chả có cái gì lót này các bạn. Thì từ sáng này mưa buồn nhưng mà gặp phát rất vui, may mà đi sớm cái thì gặp thì cạp về luôn, mất rất nhiều công nhưng mà được cái sướng vì bao giờ cho mình mua được cái chậu như này, em toàn những chậu linh tinh kia thôi đấy. Nên là bây giờ chọn cái cây nào là cho xứng đáng đây, các bác nhìn các bác xem tỷ lệ nó nhé. Đấy, lòng bàn tay của em này, một này, hai, đường kính của nó 3 găng tay các bác, đấy, nó tầm, đường kính nó tầm trên 30, đấy, các bác nhé, rất đẹp, rất dày, cực kỳ dày, này. Chất lượng, đấy, nghe sướng không, như đánh chuông, cực kỳ dày, men rất đẹp, đúng là nhà giàu các bạn. Họ nhìn ngôi nhà như biệt thự ấy, họ trồng cây ở trên sân thượng và những cái này còn thừa vứt đi đấy, vứt đi mỗi mình người ta đồ vứt đi không ai dọn, đối mình vàng là bạc các bạn. Tất nhiên là mua thì mình tùy cây mình mới mua những cái chậu theo cây thôi, nhưng mà nhặt được thì cái gì cũng rất là quý đấy. Mà cái này thì chắc chắn là có tiền rồi đúng không các bác? Đây, còn thứ hai đây nữa, tất cả đều lành lặn, đều đẹp. Đấy, không hề sứt mẻ gì, men ngon lành. Hơi dính tí đất rồi, vì người ta đổ đất lên mà. Có một cái thì để làm cái giọt rác, mà vứt ở ngoài đường ấy. Đấy, chứ không phải là. Thế cho nên mới dám vào hỏi. Thì bà bán nước mà lấy thì nhà nó giàu lắm đấy các bác. Thì nhân tiện là một ngày đẹp trời nhà được đôi chậu thì để quảng cáo với bác luôn con La Hán của em nhé, con La Hán mới của em nhé. Đấy thì tiện thể nhặt cái chậu thì khoe luôn các bác cái cây La Hán này, cạp về nơi cũng không ít công sức các bác. Nhìn bé bé nặng lắm, hai người khiêng là vừa, một người khiêng thì bất mãn đấy. Và mà thay sang chậu này thì cũng ok đấy các bạn, cũng được đấy. Nhưng mà con này thì nó hợp với cái chậu cao một chút như này, nhưng mà chậu lục giác thì đẹp hơn, đế cao, cái chậu bát trang thì xấu đấy. Nhưng mà ngồi dùng sao để thay sau về các bác cái đấy nhé. Băng rôn ra nào. Đấy, bệ nha các bác nha, cho tay em vào luôn nha. Đấy, nhìn sướng không? Nhìn trên ảnh hoặc là video có thể bác nhìn thấy nó bé ấy. Nhưng mà ngoài này nó khủng khiếp lắm, nặng vô cùng. Bệ này sau còn thời gian nữa cho nó kỹ đi. Đấy, ăn nha. Cái vết sẹo này một số bác chê to nhưng không trọng đâu, có cái sẹo ở đây nhiều khi nó lại hay đấy, bản chất nó chả ảnh hưởng gì cả.
tạo nên những cái nét cắt giật nó cũng vui. Đấy, lên hình thì không 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 ăn thua các bạn, nhưng mà nhìn ngoài rất là kết, rất là kết, rất là nghệ thuật, cực kỳ nghệ thuật, nghệ thuật lắm. Hôm nào sẽ thử cái chậu hở hợp của nó nhất. Thật ra cái chậu này em vừa ướm này, rất là hay này, nhưng mà thôi cũng chưa được thuyết phục cho lắm. Đấy, là há này. Đấy, tỷ lệ bonsai rất chuẩn, rất hợp lý. Đầu tiên nhá, ngày xưa nó có cái ngọn nó chính là ở đây, nhưng cắt đi rồi, để lại cái củ, củ của tầm hơn găng tay, có một tay đua ra, một tay hoành, hoành cũng khá là khỏe và đầy đủ. Thì ra đây, một tay trực, lắc lượn khá tốt các bạn, lắc lượn khá tốt. Đấy, gần như là khó khó chê được cây này các bạn. Chỉ có thời gian để kỹ lên và đẹp lên thôi. Nó dày, nó đầy cái tay lên và những cái vết cắt cũng như những cái vết vào dây nó ổn định, thì cây này cực kỳ có giá. Bệ của nó rêu phong đi và cái da của nó đỏ lên thôi rồi các bạn. Đấy, các bạn nhé. Rồi, đụng dao kéo tí cho nó đấy, chứ thực ra nó chưa cần làm gì bây giờ, chưa làm gì, chưa làm gì khác.
đấy, tỉa lại tí cho nó nét, có nét cho nó bác dễ nhìn thôi đấy, chứ còn cơ bản là chả động gì nó bây giờ nữa đấy các bạn. Thích không? Có đôn xoay cũng tiện bác nhỉ, cây này nặng lắm mà giữ chết xoay thì không có cái đôn thì cũng dở hơi, dù xấu hay đẹp thì cũng có cái đôn để làm cho nó tất nhiên nó chuyên nghiệp dần dần. Chế thì là một cái niềm vui của mình mà. Đấy các bác. Đấy. Mùa này nó đâm chồi nhảy lộc rất là kinh các bác. Nên là một thời gian một vài tuần nữa thôi là các bác nhìn lại nó khác ngay về nó nhú lộc xanh luôn ấy. Đấy các bác. Bệ rất đều, rất thích. Bệ rất hay, rất tự nhiên. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bác nhé.